làm rượu tại phố Thợ Nhuộm số 54 phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội là một hầm rượu rất ngon với nhiều loại rượu vang đặc sắc. Có những loại rượu vang được ủ lên tới 60-70 năm. Đặc biệt ở đây hầm rượu được thiết kế rất đẹp với những loại gỗ sồi, gỗ thông nhập khẩu rất tuyệt vời.